Bây giờ mình sẽ lắp kim thử cho mọi người xem ha. Thì đây mình đã chuẩn bị kim 24/6 này ha. À, cách lắp kim cũng rất là dễ dàng, nhưng mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình lắp kim luôn ha. Thì cái phần lên trên này nè, cả nhà mình sẽ kéo lên. Đấy, mình kéo lên nhẹ nhàng thôi, à, được rồi, không cần mạnh tay. Ở đây nó sẽ có một cái thanh, cái thanh này có công dụng là ép phần kim sát vào lề này nè cả nhà. À, bây giờ mình sẽ lắp kim vào ha, kim mình sẽ ấp xuống vậy. Đấy, rồi mình sẽ đậy lại. Đấy, lúc mà mình đậy lại thì cái thanh này nè, nó sẽ ép kim sát vào đây ha cả nhà. Đấy, vậy là xong rồi nha cả nhà. Đây, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 rồi. Đấy, mình bỏ vô đây, mình bấm số. Mọi người xem cái bắp kim của nó nè, mặt sau này.